Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái người rất là đặc biệt. Các bạn thấy nó bự, nó to con. Và em giới thiệu về em để cho mọi người biết rằng là em họ tên là gì, quê ở đâu và đang làm cái gì, và năm nay bao nhiêu tuổi. Xin chào mọi người, thì em là Quốc Anh, hiện tại đang kinh doanh sản phẩm là trứng vịt lộn. Em đến từ Vĩnh Long, cũng là nguồn gốc xuất xứ của cái loại trứng này. Năm nay em đang 21 tuổi. 21 tuổi, tại sao em chọn được kinh doanh sớm vậy? Thật ra thì ngay từ nhỏ em đã rất là muốn kinh doanh, muốn tạo ra thêm tiền cho mình. Tại vì em cảm thấy là đồng tiền rất là quan trọng trong cuộc sống. Ngay từ nhỏ là khi nào? Khi nào đã thấy đồng tiền nó quan trọng? Khoảng tiểu học là em bắt đầu cũng buôn bán nhỏ. Lúc lớp 4 thì em có bán cá bảy màu rồi. lúc nhỏ đã kinh doanh rồi các bạn thấy không? Sao em không chọn kinh doanh khác mà em chọn kinh doanh trứng vịt lộn? Nó có cái gì hay? Dạ thưa thầy, là thời gian đầu á em cũng không hề thích cái sản phẩm là trứng vịt lộn, tại vì nghề nhặt cái đây là cái nghề của gia đình em. Hồi nhỏ thì em bị mọi người nói là hàng bán vịt lộn này nọ, em rất là không thích điều đó. Nhưng mà sau này nhận ra là đây là một cái nền tảng rất là lớn của gia đình mình, đã làm hơn 60 năm rồi, từ 1955 đến giờ. Trời thì gốc của gia đình luôn. Dạ đúng rồi. Thì tại sao em đóng bao bì nó như thế này? Tại sao em đóng bao bì nó như thế này? Dạ thưa thầy, là tại vì thời gian đầu thì em cũng không hình thành được những cái bao bì này đâu. Nhưng mà sau một thời gian em làm khoảng 6 tháng, nửa năm á, thì em nhận ra là mình cần có một cái túi như vậy để bảo vệ, một cái hộp giấy như vậy để bảo vệ giảm sốc cho nó. Đây là cái giấy kịch tông hai lớp. Mình sẽ vận chuyển nó sẽ dễ dàng hơn, hạn chế cái mức độ rạn nứt của cái trứng. Tại sao em được đặt cái là trứng gia truyền? Dạ thầy, là tại vì đây là cái nghề của gia đình, em muốn tiếp nối cho cái sự nghiệp của gia đình mình. Tiếp nối sự nghiệp gia đình của mình. Cái trứng vịt lộn của em nó có cái gì đặc biệt? Dạ thầy, thì hiện nay á trên thị trường á, trứng vịt lộn á, là thầy biết là cái thời hạn bảo quản của nó khá là ngắn, chỉ khoảng tầm 3 ngày thôi. Nhưng mà thường mọi người lại bán không hết, mọi người để lại. Khi mà mình đi ra mình mua ăn á, trứng thứ nhất là nó bị già. Thứ hai là nó bị chết con, tại vì trứng rất là khó bảo quản. Ở đây em có phiên dùng á, là ngon nhất khi dùng ngay, không có nên bảo quản nó. Mặc dù là em vẫn để là có thời hạn bảo quản, nhưng tốt nhất mình mua về dùng ngay. Cái tiếp đó là cái do cái quy trình truyền thống, cái quy trình của gia đình làm đã nhiều năm rồi, có kinh nghiệm, cho nên tạo ra được những cái quả trứng nó ngọt nước. Cái vị ngọt của nó thanh chứ nó không có lạt như ở bên ngoài. Và cái tiếp đó là cái mề vàng thì nó rất là yếu. Đúng, mình có ăn của em, mình cảm nhận cái đó. Có một cái điều đặc biệt nữa, đó là cái mề trắng. Thường thì mọi người khi đã dùng qua cái sản phẩm này đều nói là mề trắng ăn ở bên ngoài nó rất cứng, cứng phải rồi. Bỏ cứng ngắc đúng nhưng rồi. Mà cái mề trắng này thì nó vừa có cái độ dai và được vừa có độ giòn trong nó, ăn rất là ngon đó. Mình xác nhận cái đó. Và mình cũng đã thưởng thức cái món trứng gia truyền này rồi các bạn. Nó phải nói là nó đặc biệt, nó khác biệt. Vậy thì từ cái lúc mà em ra em kinh doanh trứng này ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì nó có cái khó khăn và nó thuận lợi gì để em chia sẻ cho mọi người cùng biết? Dạ có. Ngay từ cái ngày đầu tiên á mà em lựa chọn cái sản phẩm này thì lúc đó em cũng đem lên trên bi mình để bán. Hôm đó em làm bể vỡ đồ khoảng 50 mấy chứ. Các bạn thấy ở đây chị Trâm chứng cái nói chung là cảm xúc lúc đó nó rất là tụt mốt thầy. Mình không có quản lý tốt được cái cảm xúc của mình lúc đó, thật sự là rất là thất vọng, tại vì mình không biết cái cách vận chuyển này nó bể rồi vỡ rất là nhiều. Nhưng mà nhờ sự ủng hộ của cộng đồng mà em có thể vượt qua được cái ngày hôm đó, em bán cũng được hết trứng xuất khẩu. Cái tiếp đó là về thời hạn bảo quản. Có những hôm, tại vì bản thân em mặc dù là gia đình đã kinh doanh là từ năm 1955, nhưng mà bản thân em thì không có đếm xỉa gì tới cái việc này, cho nên em cũng không biết là cái thời hạn sử dụng trứng là như thế nào, không biết là nên bảo quản như thế nào. Có những hôm giao cho người ta xong ăn cái trứng nó bị chết, thì mình sợ làm khách hàng thất vọng á, tại vì mình cũng chưa có rành. Cái hôm đó em để nó nóng quá nó bị hư hết. Còn bây giờ thì tại sao em không làm một cái hộp nó kín hết, em làm một cái vòng như vậy, là tại vì như vậy nó sẽ thoáng khí, nó sẽ không bị nóng cái trứng bên trong. Nóng thì trứng nó có thể bị chết hoặc là bị lớn nhanh hơn, cho nên là bảo quản như vậy nó sẽ là tốt nhất. Ok, vậy là cái cách đóng gói nó cũng hay đó. Vậy thì từ lúc mà ra kinh doanh tới giờ thì em có cái câu chuyện gì vui? Câu chuyện vui hả? Thú vị nhất á. Một người khách hàng nào đó
làm cho em cảm giác rất là vui, rất là thú vị. Dạ có. Mới em đã khoảng thời gian này là em khoảng một tháng nay em chỉ tập trung hoàn thiện bao bì sản phẩm các thứ đóng gói. Em không có kinh doanh thì có một chị khách, chị đó là cái chị làm bên Amway. Chị rất là thích cái sản phẩm organic. Nhưng mà chị nói là chị đi kiếm hết các cửa hàng trứng sạch, các cửa hàng organic rồi mà không có ai bán trứng sạch, trứng vịt lộn sạch hết. Cái chị tự nhiên chị thấy trên Facebook có em, cái chị thấy em kiểu dụng tâm cho cái sản phẩm này quá, chị rất là thích và chị mua ủng hộ tới giờ luôn. Hôm nay cũng mới giao cho chị 2 hộp trứng. Chị còn đòi quà, mày để chị mày đợi lâu quá cái kiểu nữa. Ra kinh doanh thì tại sao em lại chọn là phải đi học trước khi ra làm? Ngày xưa em cũng từng tập khởi nghiệp nhiều lần lắm rồi. Kể từ khi em là sinh viên năm nhất là em đã ra bán bánh mì chả cá rồi được. Nhưng mà thật sự là em đã thất bại rất nhiều lần. Có những bài học mà mình không nhận ra được cho đến khi mà cái hôm mà em tham gia cái lớp của thầy có nói về chi phí duy trì này. Thì lúc đó mình mới biết là mình phải những cái lỗi đó. Và mình bắt đầu hiểu rằng mình phải trang bị những cái kiến thức, những cái kiến thức về kinh tế, kiến thức về dòng tiền, kiến thức trong kinh doanh, để mình ra mình kinh doanh, bắt đầu từng bước một khởi nghiệp. Ở đâu mà em biết tới Bi để em đi học vậy? Một cái cơ duyên đó là ngày trước đó, em có nói thầy là em là một người thích kinh doanh từ nhỏ, cho nên em rất thích đọc những quyển sách kinh doanh, mà nhất là những quyển sách liên quan đến người Việt, tại vì em cảm giác là nó rất gần gũi với mình. Hôm đó em có bắt gặp cái quyển sách Vượt Biển Lớn ở đâu? Ở trong nhà sách Phaasa. Nhà sách Phaasa. Hay vậy. Cái gì mà khởi nghiệp từ không đồng gì đó rồi ông này bán nước mắm mà sao không đi lên được. Tại vì em có đọc sơ qua về cái tiểu sử của thầy. Thì lúc đó mình mới bắt đầu tìm hiểu về cái nhân vật Nguyễn Thái Di. Thì tình cờ là em được mời đến cái lớp học để tham gia trải nghiệm, để mở mang về cái tư duy của một người làm kinh doanh là như thế nào. Ở cái lớp 3 giờ ngày thứ năm. Thú vị quá ha. Vậy thì cái mục tiêu em sắp tới cho cái trứng vịt này là gì? Dạ thầy, mục tiêu sắp tới của em là sẽ mở ra một cái showroom trứng. Không phải cửa hàng trứng mà là một showroom. Có ghế sofa, có máy lạnh. Khi khách hàng vào, mình tiếp đãi và cho khách hàng thấy được cái sản phẩm này nó có những đặc tính gì, và nó ăn như thế nào, bổ dưỡng như thế nào, nên hạn chế như thế nào. Ở đây em ghi rất là rõ những cái công dụng, phi dùng đối với các lứa tuổi như thế nào, em ghi rõ ràng hết. Thì ở đây là em muốn chia sẻ những kiến thức cho khách hàng tham quan những cái quả trứng. Chứ mục đích bán thì em vẫn là bán online là chính hết. Cái trang web của em để mọi người liên hệ là trang gì? Dạ thưa thầy, là chiengiatrứng.com. Ở đây thì mọi người có thể tìm hiểu về cách chế biến món ăn, cũng như là nên ăn như thế nào. Ngoài ra thì ở trong mỗi hộp trứng của em á, nó sẽ có một cái quyển cẩm nang. Khá là chặt. Ở đây có một quyển cẩm nang ghi là bí kíp trứng. Thì ở trong cái quyển cẩm nang này nó sẽ có một cái lời giống như là lời cảm ơn của em gửi đến khách hàng. Kèm theo đó là các món ăn, cách chế biến, một số món đơn giản như là cách luộc hay là cách làm món hộp vịt lộn hầm thuốc bắc để bồi bổ cho cơ thể. Ở đây cũng có thông tin liên hệ của em. Rất tốt. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi mình giới thiệu sơ về bạn Quốc Anh, bạn kinh doanh trứng. Và bây giờ thì các bạn nếu liên hệ thêm với Quốc Anh qua cái trang web, qua những cái thông tin đã được chia sẻ này. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn. Cảm ơn.